Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên em vừa về được một cái công hàng đầu tiên của Amaz mà thời gian vừa qua mà bên em vừa có lên sóng để các bác cùng xem đấy ạ. Trong một bộ dàn âm thanh thì loa là một thiết bị không thể thiếu được trong một bộ dàn âm thanh, và nó là thiết bị quan trọng nhất trong cả một cái dàn âm thanh của chúng ta. Chết rồi, trời nắng, đứng ngay chiều nắng này. Bây giờ quay của gì mà quay mà tí lên mặt anh mà đấy sẹo này mày cứ đấy. Hiện tại thì đây là những chiếc loa đầu tiên vừa cập cảng vừa về Vinh Audio 7. Và đây là một dòng loa như lần trước em có lên sóng giới thiệu cho tất cả các bác đấy. Đó chính là một dòng loa Pro, High-end Pro, tức là chất âm vô cùng chi tiết. Bây giờ ngoài việc mà thưởng thức và giải trí ra, nhưng và vẫn cần phải có một cái gọi là cái độ hấp dẫn, thì đây chính là một dòng vô cùng ấn tượng. Và có một cái quan trọng rằng là ở trên thị trường chưa hề có một dòng sản phẩm nào mà nhập khẩu châu Âu nhưng mà lại có giá dưới 30 triệu. Trời ơi, quá hấp dẫn. Thấy đây là một dòng sản phẩm. Đây là một dòng sản phẩm mà quá tuyệt vời để giới thiệu đến tất cả các bác. Đó chính là dòng Key 12. Ok, em đã để cho anh một cái đây nhé. Bóc ra cho anh. Để đây cái đây. Để đây, ok. Để đây. Cho em một cái đây. Bóc đây cho các bác cùng xem lại. Ok, xin mời các bác cùng xem luôn. Đây, bên trong thùng hộp. Đó, bên trong thùng hộp chúng ta. Đây là Amaz đến từ Tây Ban Nha, và toàn bộ sản phẩm này được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, made in Spain. Đây các bác có thể xem. Made in Spain. Đây là một dòng sản phẩm nhập khẩu châu Âu nhưng mà lại có giá vô cùng ấn tượng. Thì em nghĩ rằng đây là một sản phẩm mà có thể sẽ là bão trên thị trường thời gian tới. Ok, trong mỗi một thùng này chúng ta đều có cái tem thông số của sản phẩm. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau nhấc lên xem nào. Mới lên ngày hôm nọ thôi nhưng mà có rất nhiều các bác đang quan tâm đến sản phẩm này. Và ngày hôm nay thì đây, các bác có thể xem tem mác của Amaz. Đó, sẽ cùng bóc ra các bác cùng xem. Nguyên thùng, nguyên hộp. Rồi, trời. Và quan trọng nhất đó chính là Made in Spain. Quan trọng nhất chính là Made in Spain, sản phẩm được nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Đó, ok. Amaz ra đời năm 1972 tại Barcelona, Made in Spain. Nên bản thân em cảm thấy rất hưng phấn về dòng loa này. Như thời gian trước bên em có giới thiệu được tất cả các bác. Sẽ có một hôm nào đó thì em sẽ test đồng bộ toàn bộ loa âm ly của hãng này để các bác trải nghiệm được chất âm mà nó đem lại. Ok, vậy thôi, mỗi thế này thôi. Ok, chắc là hẹn các bác clip review chất âm chiếc này kỹ hơn. Hôm nọ thì mới test qua loa thôi nên là các bác chưa có thể cảm nhận được. Và sau khi mà bên em trải nghiệm qua bằng cái clip hôm nọ ấy, thì em thấy rằng quá ấn tượng. Và ngày hôm nay thì cần phải xử lý luôn và chính thức đưa đến cho tất cả các bác dòng sản phẩm vô cùng ấn tượng này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong clip review chi tiết. Ok, xin chào.